ngày 14 tháng 7 tại Seoul, Hàn Quốc đã diễn ra lễ ký kết đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc VKBIA và Quỹ Đầu tư One World Impact Capital Limited của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội VKBIA khẳng định, sau hơn 30 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc đã có những bước phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực. Hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 12 năm 2022, qua đó mở ra thời kỳ phát triển mới cho quan hệ hai nước. Nhằm tăng cường và phát triển thực chất, hiệu quả hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Bên cạnh đó, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua đã có những bước phát triển tích cực và mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và năng lượng. Nhân dịp này, đoàn công tác Quỹ Đầu tư OWE và Hiệp hội VKBIA đã và tiếp tục có những buổi làm việc với các công ty quản lý tài chính hàng đầu và các tập đoàn, doanh nghiệp lớn và vừa của Hàn Quốc để thảo luận, tập trung phân tích và quyết định một số lĩnh vực ưu tiên sẽ được tập trung đầu tư tại Việt Nam và Hàn Quốc trong thời gian tới đây.